Chí Minh đã thể hiện được rất nhiều sự trưởng thành. Họ có sự đồng đều ở tất cả các tuyến. Có thể đó chưa phải là những ngôi sao lớn của giải vô địch quốc gia vào thời điểm này, nhưng họ là những người hiểu nhau, chơi một cách chắc chắn, chính xác. Vừa có một lỗi xử lý bóng của Đình Đồng là rất rõ ràng. Không có sai lầm nào của Vinicius. Tỷ số là 2-0 cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Một pha ăn mừng rất ấn tượng của Vinicius. Bàn thắng thứ 6 của anh đã được ghi ở pha đá 11m vừa rồi. Không quá lâu sau tình huống đánh đầu ghi bàn của Evonde, Vinicius đã lập lại thói quen ghi bàn của mình. Và điều đáng nói hơn là nó được ghi vào lưới của một trong những đội bóng có chất lượng phòng ngự tốt nhất của giải vô địch quốc gia tính cho đến thời điểm này. Cho đến trước khi diễn ra trận đấu ở vòng đấu thứ 11 thì Sông Lam Nghệ An là đội để lọt lưới ít nhất. Họ chỉ để cùng lưới có 5 bàn sau 10 trận đấu.